Bắt được nghi phạm sát hại ba người phụ nữ ở Khánh Hòa. Nghi phạm sát hại ba người phụ nữ ở Khánh Hòa đã bị bắt tối mùng 6 tháng 6 sau 4 ngày lẩn trốn. Tối mùng 6 tháng 6, theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa, Phan Danh Hưng, nghi phạm sát hại ba người phụ nữ ở Khánh Hòa gây rúng động dư luận, đã bị bắt. Theo đó, khoảng 19 giờ ngày mùng 6 tháng 6, nghi phạm Phan Danh Hưng, sinh năm 1986 ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, đã bị một tổ trinh sát công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện khi lẩn trốn trên núi thuộc xã Diên Lâm. Ngay sau đó, nghi phạm Phan Danh Hưng đã bị lực lượng công an bắt giữ. Nghi phạm sau đó được di lý về trụ sở cơ quan chức năng gần đó để thẩm vấn nóng. Trước đó, như báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, vào khoảng 5 giờ ngày mùng 2 tháng 6, người dân nghe tiếng la hét trong nhà mẹ vợ của Phan Danh Hưng ở xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Tại hiện trường, vợ Hưng là chị LTTV, sinh năm 1986, người cháu gái, sinh năm 2004, và bà HTD, sinh năm 1976, hàng xóm, được phát hiện đã tử vong. Nghi phạm Phan Danh Hưng đã bỏ trốn ngay sau đó. Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Danh Hưng về tội giết người và ra quyết định truy nã đặc biệt. Mấy ngày qua, nhiều lực lượng được huy động tham gia truy lùng kẻ giết người. Cảnh sát túc trực 24/24 giờ và chốt chặn ở nhiều điểm để tìm kiếm nghi phạm sát hại ba người phụ nữ ở Khánh Hòa.